khắp mọi miền đã dậy thành cơ cửa sân đâu đó phòng thờ ninh giang lại đổi linh từ quan lớn quần tranh là bảo hộ dân tình, sau là truy chắc nghi tà tình phen này in ra trần thế biết bay, văn sớ dâng lên thượng lai có sớ dâng lên ngài về tấu đối chép biên rõ ràng phí cho kỳ tử thương sinh. Chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường phê cho mạnh đôi đường khai cung song ngang thập cờ diệt lớn về chữ đàn duyên kim bông hoa lân lân thánh chúa tin trùng mừng
chấn đình là thiên bản cổ anh linh. Bao phe đắp lũy xây thành khắp miền duyên hải sông tranh dập trời. Bình luận ý tưởng trường phong đi má thượng giang hồ cùng cả dưới nguyệt con đỏ trên sông. Vâng, lệnh của huynh trưởng nhỉ. Có vàng anh nhận vàng, có giấy giấy nhỉ. Cung nạp cung nào sợ đấy, đẹp lòng quan trên nên lòng quan rồi á. Đây là các quan thiên vụ hồi thiên vụ đang vụ hồi địa vụ thủy vụ hồi nhạc vụ thế mà quỷ vô danh bất đắc vọng hành nội ta ngoại đạo bất đắc vọng hành tuần tới đây là đàn thiên ma. Cờ
bách thân truy tặng phòng công. Quan tuần danh lâm liệt không ai tìm, cứu dân hộ quốc phong công hàng đầu. Sông tranh ơi hời, sông tranh trăng nước còn ghi trần mấy tung. Tiền tài mà không tiếc
thác đi rồi mà còn biết chi đâu. Họ chu nay quỳ gối mới dập đầu, mãn chiều xuê mong theo hầu quan tuần tranh. Nay dốc lòng ơn ông mi vàng bội, mặc dầu ai chuyển lối buông tha. Hay là vì cách trở sông Giang Hà, cầm cầm cờ chỉ núi núi đã phải tan ngay. Trên thiên đình, trên thiên đình ông còn đang tra sổ, hay ông còn đổi số cho ai? Thiên sinh văn võ hồn tài, quan tuân lịch sử đang trái bậc anh tài.